Tôi sẽ ở đây 2 ngày, anh có ngại không? Không thể nào. 2 ngày tới mọi người chịu khó chút đi ha. Chúng tôi lấy vết thương trên lưng của Quỳnh Thụ Sâm và đôi giày của anh làm đối chiếu. Vậy thì sao? Thì anh có nhận đã tấn công nạn nhân không? Nè, hắn thiếu tiền, tôi đạp hắn cái cũng không được sao?